giờ bạn hỏi ta về đâu đi đâu, hướng đi cho cuộc đời. Tiếp nối chương trình Tiếng Nói Quê Hương và Nước Trời Là Nước Tôi trước đây, chương trình phát thanh Trồng Cây Trồng Người do chủ nhiệm Đặc Sang Hướng Đi phụ trách xin trân trọng kính chào quý đồng hương Việt Nam từ Dallas, Texas đến Bắc Cali, California, từ người trẻ đến người già, từ người cũ đến người mới, từ người gần đến người xa, từ người khỏe đến người yếu, từ nước trần gian đến nước thiên đàng. Theo sự bày tỏ rõ ràng trong Kinh Thánh, chúng tôi tin Đức Chúa Trời là đấng tạo hóa có một và thật. Chúng tôi tin Thiên Chúa yêu thương thế nhân đến nỗi đã ban con một của Ngài là Chúa Cứu Thế Giê-xu đến thế gian sống vì chúng ta, chết vì chúng ta. Và bởi đức tin, chúng ta có thể được cứu rỗi. Nhờ đó, chúng ta có thể nối lại mối liên hệ vốn bị đứt đoạn giữa trời và người. Nhờ đó, chúng ta có thể biết chắc mục đích sống của mỗi người Việt chúng ta là làm vinh hiển danh Chúa và vui hưởng chính mình Ngài mãi mãi. Là những môn đồ của Chúa Giê-xu, những người đã được giải hòa, được tha tội, được chữa lành, được tái tạo, được sống, được biết chắc hướng đi, chúng tôi ước mong làm chiếc cầu nối hy vọng đến với các thân nhân và thân hữu khắp nơi. Chúng tôi rất mong được giao thông với quý vị để nói chuyện, để liên lạc, để tặng Kinh Thánh, tặng báo Hướng Đi và tặng các lời chứng. Mục đích của chúng tôi không gì khác hơn là góp phần chia sẻ nghệ thuật trồng cây và trồng người, đáp ứng nhu cầu tinh thần của mỗi người Việt chúng ta hôm nay. Quý vị và các bạn có thể liên lạc và hiệp tác với chúng tôi qua địa chỉ email daksanghuongdi@gmail.com. Chân thành cảm ơn quý vị và các bạn. Chân thành cảm ơn những ân nhân bảo trợ có tên sau đây. Ở đài Sài Gòn Dallas có Phở Quê Hương, Việt Nam Home Healthcare và Vietwell Home Care Services. Ở đài Tiếng Mõ Bắc Cali có cô Huỳnh Thanh thuộc Vina Home Loans đang phục vụ tại Portland, Oregon. Chúng tôi trông đợi thêm các ân nhân bảo trợ để duy trì và phát triển mục vụ truyền thanh truyền hình. Chúng tôi cầu nguyện để xin Chúa ban phước cho các ân nhân đang hiệp tác phục vụ cộng đồng của Đặc Sang Hướng Đi. Kính chúc bình an và cảm ơn quý vị. Kính chào quý vị đã trở lại với chương trình radio hôm nay. Có tôi là Mục sư Chuyên và Mục sư Huệ trở lại để thưa chuyện quý thính giả của đài. Mục sư Huệ có lời chào thăm đến quý thính giả, Mục sư ạ. Dạ, kính chào Mục sư Chuyên, kính chào quý khán thính giả. Tôi là Mục sư Nguyễn Văn Huệ, rất là hân hạnh được tham gia chương trình phát thanh hôm nay. Và thưa Mục sư, không biết Mục sư có khỏe không, nhưng mà từ sáng bây giờ là tôi bị cảm đó. Và trộm mũi rồi đang uống thuốc nhưng mà chưa có hết nó vẫn còn chờ đợi. Mà nghe nói là bây giờ ngày hôm nay thì nước Mỹ đây, những là xung quanh chúng ta không phải chỉ bị cảm như tôi nhưng mà cũng có nhiều người bị COVID. Không biết mục sư có nghe tin tức gì về vấn đề cái COVID nó đang hoành hành xung quanh chúng ta như thế nào? Dạ. Yeah. Chúc Mục sư Huệ sớm lành bệnh vì cơn bệnh cảm đó Mục sư. Lý do mà nhiều người bị cảm là cũng tại vì mình đang đổi mùa đó. Ngày hôm nay là cái ngày đầu của mùa thu của năm 2021. Thì mỗi lần đổi mùa thì khí hậu nó mát hẳn đi một chút. Tuần này thì có lẽ khí hậu nó sẽ trở nên mát hơn đó. Nhiệt độ nó xuống khoảng 10 độ đó. Có nghĩa là tuần này tuần sau thì trong vòng 80 mấy độ thôi chứ không có nhiều. Vì thế cho nên khí hậu đổi thì có lẽ những người như Mục sư Huệ lớn tuổi một chút thì có thể là thân thể nó phải thích ứng á. Nhưng mà chúc Mục sư mau lành bệnh và khỏe mạnh trở lại. Chúng ta cũng đang sống trong một cái thời kỳ mà cái bệnh COVID nó lây trở lại cũng khá nhiều, là bởi vì những người chung quanh tôi mà tôi biết á, thì con em của họ đi vào trường học rồi con em của họ bị bệnh rồi lây về lây cho cha mẹ và cả nhà bị luôn. Tuy rằng các bạn trẻ tuổi mà bị COVID thì không đến nỗi nặng lắm,
Nhưng mà những người lớn bị thì nó cũng phiền hà là phải nằm ở nhà có khi mấy tuần mới khỏe lại đó mục sư. Vì thế cho nên mình cũng cầu chúc sự bình an đến với tất cả mọi người, và đặc biệt là nên cẩn thận trong cái mùa COVID nó vẫn còn, nghĩa là hoành hành ở nhiều nơi trên nước Mỹ, cho nên chúng ta phải cẩn thận. Thưa mục sư, vừa qua tôi cũng có để ý đến cái tin tức về hình ảnh của người Haiti đó, mà họ đang tìm sự sống hay là tìm kiếm gì đó để đến nước Mỹ, nhìn như là họ bị đuổi về đó. Thì điều này tôi suy nghĩ đến bây giờ cả thế giới đang đi tìm, người thì đi tìm sự chữa lành, người đi tìm sự an toàn của đời sống, và cái sự đi tìm của loài người nó khiến tôi suy nghĩ đến ngày xưa trong thời Chúa Giêsu, người ta cũng đi tìm. Mà có cái trường hợp mà tôi muốn chúng ta cùng nhau thảo luận và tìm kiếm để xem thử là cái sự tìm kiếm của người xưa giống như ngày hôm nay người ta đi tìm có liên hệ gì đến chúng ta, và có thể giúp chúng ta tìm được một cái bài học gì hôm nay hay không. Vì vậy tôi xin phép mục sư để đọc mấy câu kinh thánh ở trong sách Ma-thi-ơ đoạn thứ 12, có mấy câu từ câu 38 chép như thế này: bây giờ có mấy thầy thông giáo và người Pha-ri-si thưa cùng Đức Chúa Giê-su rằng: bẩm thầy, chúng tôi muốn xem thầy làm dấu lạ. Ngài thưa rằng: dòng dõi hung ác gian dâm này xin một dấu lạ, nhưng sẽ chẳng cho dấu lạ khác ngoài dấu lạ của đấng tiên tri Jonah. Vì Jonah đã bị ở trong bụng cá lớn 3 ngày 3 đêm. Cũng một thể ấy, con người sẽ ở trong lòng đất 3 ngày 3 đêm. Những ngày phán xét, dân thành Ninive sẽ đứng dậy với dòng dõi này mà lên án nó. Vì dân ấy đã nghe lời Jonah giảng và ăn năn, mà đây này có một người tôn trọng hơn Jonah. Đến ngày phán xét, nữ hoàng Nam Phương sẽ đứng dậy với dòng dõi này mà lên án nó, vì người từ nơi cùng trái đất đến nghe lời khôn ngoan của vua Salomon, mà đây này có một người tôn trọng hơn vua Salomon. Không biết mục sư suy nghĩ gì về cái đoạn kinh thánh này, nhất là cái sự hướng dẫn của Chúa Giêsu về sự tìm kiếm của con người đương thời đó. Chúng ta, như mục sư nói hồi nãy đó, đa số thì chúng ta hay tìm kiếm những cái gì nó thực tế trước mắt, tại vì nó gần như là nó cấp bách đối với chúng ta đó. Và thường thì những cái gì mà thực tế trước mắt chúng ta nghĩ là nó cấp bách, và có thể là nó cấp bách thật. Nhưng mà nếu mà chúng ta không cẩn thận thì những cái mà cần thiết ngay bây giờ nó sẽ chen lấn những cái sự tìm kiếm rất là quan trọng mà chúng ta cần phải làm cho tương lai. Nó chẳng khác nào như cái việc mình cứ lo đi kiếm ăn mỗi ngày mà mình không có để dành cho tương lai, thì mình cứ mãi mãi đi kiếm ăn mỗi ngày thôi. Thành ở trong lĩnh vực đó thì cái việc mà tìm kiếm những cái việc quan trọng cho tương lai là điều rất là cần. Như mục sư đọc trong đoạn kinh thánh đó, như tôi thấy trường hợp của những người ở Haiti mà mục sư mới vừa nói hồi nãy đó, họ đang đi vào biên giới của nước Mỹ ở Texas và họ bị đẩy trở lại. Lý do đơn giản là bởi vì họ, cái nước Haiti thì nó rất là nghèo và nó bị động đất cũng nhiều lần, và chính phủ ở đó thì phải nói là tham nhũng và không có biết cách để quản lý đó. Vì thế dân họ rất là khổ, cho nên những người ở đảo Haiti thì họ bắt đầu họ đi thuyền đi qua bên Mỹ, rồi họ đi lậu ở đó, từ Mỹ họ đi lên trên biên giới Mỹ, bởi vì cái mục đích của họ đó là đến Mỹ. Cho nên những người mà chúng ta gặp ở biên giới ngày hôm nay thì có thể nói rằng họ đã rời cái Haiti ít nhất cũng là hơn một năm rồi. Họ đi lang thang ở những cái nước như là Mỹ Tây Cơ, Costa Rica và những nước Trung Mỹ đó để họ tìm kiếm việc làm, nhưng mà ở đó thì việc làm cũng không có, tại vì những người ở những vùng đó họ cũng đang đi về hướng nước Mỹ nữa. Cho nên họ mới cùng một cái đoạn người rất là đông đi, và khi họ vượt qua cái biên giới của Mỹ với Mỹ đó, thì chúng ta biết là Tổng thống Trump lúc trước muốn làm một cái tường, nhưng mà cái tường nó chưa làm xong. Thì bây giờ thật ra mà muốn vượt biên giới đối với họ chỉ có bước qua con sông thôi, mà mùa hè thì sông nó rất là cạn, cho nên cả hàng ngàn người họ bước qua biên giới và họ vào đó.
Thì bây giờ nếu mà Mỹ họ 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 nhận á thì chẳng khác nào như họ mời tất cả mọi người khác tới cho nên họ phải trả về, mà trả về cũng không phải là điều đơn giản, là bởi vì phải có máy bay mà chở họ về Haiti thì phải trả tiền cho chính phủ Haiti họ mới nhận chứ còn họ đâu có tiền đâu mà họ nuôi mấy người này, cho nên nó trở thành một cái tình trạng gọi là rất là thảm thương và cũng rất là khó xử, bởi vì nước Mỹ không thể nào mà mở cửa nhận người ta vào thì toàn thế giới họ cứ lũ lượt họ đi vào cái đường đó, và những người khủng bố họ cũng đi vào cái đường đó nữa, rồi họ nằm đó họ đợi một thời gian lâu dài xong rồi họ mới bắt đầu họ làm việc, cho nên cũng là một sự khó khăn. Tuy nhiên thì mình tôi đưa ví dụ này để mình nói đến những người Haiti là một cái ví dụ điển hình của những trường hợp mà người ta hay tìm những cái cấp bách ngay bây giờ đó mục sư. Nhưng mà cái đoạn kinh thánh mà mục sư Huệ mới vừa đọc thì cho chúng ta thấy chúng ta cần phải tìm kiếm những cái quan trọng hơn. Thà nếu mục sư có thể chia sẻ thêm về cái sự suy nghĩ đó và những cái lời dạy dỗ từ kinh thánh đó mục sư ạ. Thưa mục sư, về vấn đề người Haiti hoặc là cái tình trạng kinh tế của nước Mỹ bây giờ, tôi cũng có nghe tin về vấn đề vật giá leo thang rồi biết bao nhiêu những cái khó khăn. Tuy nhiên tôi hy vọng và cũng cầu nguyện để Chúa cho chính phủ và người Mỹ cũng tìm được cái giải pháp để có thể giải quyết những nan đề trong đời sống của mình. Tuy nhiên hôm nay trong cái chương trình phát thanh này tôi muốn chúng ta suy nghĩ đến cái nhu cầu đích thực của đời sống chúng ta, không phải chỉ là những nhu cầu của thể xác nhưng mà là cái nhu cầu của linh hồn. Vì vậy thì tôi thấy ở đây cái bài học mà Chúa Giêsu trả lời khi mà Ngài nhắc đến vấn đề giấu lại Jonah cũng như là nữ hoàng Sheba đi tìm Salomon đó, thì tôi thấy có hai cái nhu cầu mà ngày hôm nay chúng ta cần phải để ý. Thứ nhất là nhu cầu của sự sống, và không phải chỉ nhu cầu của sự sống thể xác nhưng mà cũng là cái nhu cầu của sự sống tâm linh nữa, bởi vì chúng ta thường thường chỉ nghĩ đến những cái nhu cầu vật chất mà quên đi cái nhu cầu tâm linh. Cho nên Chúa dạy người ta chỉ cố gắng đi tìm những cái chuyện lạ như là Chúa ơi, xin Chúa làm phép lạ để giải quyết cái nan đề của tôi. Nhưng mà Chúa Giêsu lại dẫn người ta đến chỗ là tất cả những cái việc lạ mà Đức Chúa Trời đã làm đó, nó chỉ là một cái dấu, dấu lạ để dẫn chúng ta đến một cái sự chỉ dẫn quan trọng hơn. Chẳng hạn như là ông Jonah thì ông có một cái dấu lạ đó là một người chết trong bụng cá 3 ngày. Chúa Giêsu nói rằng chính Chúa Giêsu là đấng sẽ chết, sẽ chịu chôn và sẽ sống lại, 3 ngày sau Ngài sẽ sống lại. Và Chúa Giêsu muốn nói rằng con người chỉ đi tìm cái dấu lạ ở trần gian mà quên đi đấng có thể làm cái phép lạ cho đời sống của chúng ta, cái thể xác lẫn linh hồn, đó là Chúa Giêsu, đấng cứu thế mà Đức Chúa Trời sai đến. Cho nên cái bài học điều đầu tiên đó là chúng ta phải tìm cho được cái đấng mà có thể ban sự sống cho chúng ta, sự sống của hiện tại và sự sống tương lai. Đó là cái điểm thứ nhất. Điểm thứ hai là khi chúng ta đã tìm được sự sống thì chúng ta hãy noi gương. Ngày xưa trong thời của Salomon đó thì có một nữ hoàng gọi là nữ hoàng Sheba, thì tôi có đọc và tôi thấy cái sự giới thiệu về nữ hoàng Sheba là một người ở rất là xa với Israel, mà Kinh Thánh thì nói rằng dòng dõi này từ nơi cùng trái đất, nghĩa là ở xa lắm, mà đã đi tìm đến Salomon để mà tìm kiếm sự khôn ngoan của Salomon. Và điều này cho chúng ta thấy rằng cái sự đi tìm kiếm sự khôn ngoan là một cái điều nên tìm kiếm, và cũng là một cái sự khôn ngoan trong sự tìm kiếm. Thì nữ hoàng Sheba đã đi rất là xa và cũng đã mang theo nhiều cái tài vật để mà
thực hiện cái cuộc hành trình đó, và bà đã gặp được vua Solomon và rất là ngạc nhiên về Solomon, khôn ngoan của ông cũng như những công việc cai trị của Solomon. Nhưng mà chúng ta sẽ có cơ hội để nghiên cứu sâu xa về Solomon và cái cuộc gặp gỡ của nữ hoàng Sheba. Tuy nhiên, cái điều chú muốn nói rằng ở đây có một người tôn trọng hơn, có cái sự khôn ngoan hơn, có giá trị hơn là Solomon, nhưng mà người ta lại không muốn đi tìm. Cho nên tôi muốn tìm ra một cái bài học cho ngày hôm nay, đó là có thể người ta đi tìm kiếm ở Mỹ hay là ở khoa học hay là ở kiến thức đời này, nhưng mà người ta quên rằng ở bên cạnh chúng ta có sự khôn ngoan hay là có quyền phép của Đức Chúa Trời ngay từ trong Kinh Thánh, ngay từ sự thực hữu của Đức Chúa Trời đang sẵn sàng trả lời cho chúng ta và giải quyết mọi nan đề của đời sống của chúng ta, chẳng những của hiện tại mà của tương lai nữa. Vì vậy thì chúng ta cần phải biết để mà tìm và tìm cho bằng được. Trong Kinh Thánh có một lời hứa rằng các ngươi tìm ta và gặp được khi các ngươi tìm kiếm ta hết lòng. Thì đó là một vài cái ý mà tôi muốn đồng bào Việt Nam cũng như những người nghe chúng ta là có một cách hay là có một cái cơ hội để ông bà anh chị em có thể tìm kiếm. Tức nhất là tìm kiếm sự sống, và thứ hai là tìm kiếm sự khôn ngoan để sống ở trên đời này, và chẳng những đời này mà còn cả đời sau nữa, cả một cái tương lai của chúng ta, của gia đình, của dòng họ chúng ta, của dân tộc Việt Nam hay là của dân tộc các mọi người, loài người trên thế giới. Thì không biết mục sư có ý kiến gì về vấn đề này và có thể đóng góp thêm để chúng ta tìm ra một cái bài học cho cái đời sống hiện thực của chúng ta ngày hôm nay. Dạ, cảm ơn mục sư Huệ đã góp ý chia sẻ những điều rất là thiết thực. Tìm kiếm là cái việc mà tôi nghĩ rằng ai cũng đều đang làm mỗi ngày đó mục sư. Ví dụ như có người họ đi tìm kiếm cái sự tốt đẹp cho gia đình của họ. Đó là lý do tại sao buổi sáng họ phải dậy sớm, họ đi làm rồi về nhà chăm sóc cho con cái, chăm sóc cho cha mẹ. Có những người thì họ đi tìm kiếm sự bình an, bởi vì trong đời sống họ có lẽ họ đã trải qua nhiều sóng gió, bây giờ họ muốn có sự bình an, nghỉ ngơi trong cuộc sống. Có những người tìm sức khỏe, các bác lớn tuổi thì đôi khi cẩn thận về sức khỏe hơn. Thành thử con người thì ai cũng tìm kiếm những điều thực tế, nhưng mà tìm kiếm như một sự Huệ nói đó, cái những lời dạy dỗ của Chúa Giêsu, tìm kiếm chính Ngài có lẽ là quan trọng hơn hết. Bởi vì tìm kiếm chính Chúa thì Ngài có thể ban cho chúng ta sự bình an, Ngài ban cho chúng ta sự vui mừng, Ngài ban cho chúng ta sức khỏe và mọi điều khác nữa. Tiếc rằng chúng ta thường hay đi tìm viên thuốc hơn là chúng ta tìm người thầy thuốc. Có những người họ nói là bệnh thì theo như người Việt Nam chúng ta thì bệnh thì nhiều khi bạn của mình mắc cái cũng mua thuốc uống mà không biết rõ, trong khi đó thì chúng ta tìm người thầy thuốc chẩn bệnh đúng và cho mình đúng thuốc thì mình sẽ hết bệnh ngay lập tức. Vì thế cho nên trong cái ví dụ mà mục sư, trong cái đoạn Kinh Thánh mà mục sư đưa ra đó, thì tôi nhớ đến cái việc chúng ta tìm người thầy thuốc thì có lẽ tốt nhất hơn là chúng ta đi tìm những viên thuốc tạm thời. Nó dĩ nhiên là nó giúp ngay bây giờ, nhưng mà nó không có giúp một cách tổng quát và lâu dài mục sư ạ. Thưa mục sư, về vấn đề đi tìm đó, tôi qua sự chỉ dẫn của Chúa đó, tôi rút ra một cái bài học là ngày hôm nay nhiều người đã không nhìn thấy được sự chỉ dẫn của Chúa mà lại đi tìm theo ý riêng của mình. Chẳng hạn như là khi Chúa chỉ dẫn chúng ta rất là rõ ràng ở trong Kinh Thánh và qua hội thánh của Chúa, ngay cả trong chương trình phát thanh này, khi chúng ta nói về vấn đề tìm kiếm Chúa, người ta bắt đầu hoài nghi, bắt đầu thắc mắc, bắt đầu hỏi. Chẳng hạn như là khi nói về ông Jonah đó, thì người ta hỏi không biết là ông có thực sự bị con cá, mà có con cá nào á mà nuốt ông, mà 3 ngày sau mà nó cũng mửa ông ra và ông còn sống được. Rồi Kinh Thánh nói là Chúa Giêsu chết và 3 ngày sau Chúa sống lại.
người ta vẫn không tin. Và cái sự hoài nghi khiến cho người ta đặt câu hỏi và người ta không tin. Mà không tin thì không có nhận, không nhận thì không có kết quả. Rồi về vấn đề Salomon cũng vậy, người ta đặt câu hỏi, Salomon có ảnh hưởng gì đến chúng ta ngày hôm nay? Rồi tại sao ông Salomon thì ông có những cái giải quyết những vấn đề vật chất, còn Chúa Giêsu đâu có đem ban cho chúng ta sự khôn ngoan đâu, chúng ta vẫn có thể tìm kiếm sự khôn ngoan ở đời này, vân vân. Như vậy thì đây là một vấn đề của con người chứ không phải là cái giải pháp của Chúa. Bởi vì Chúa hướng dẫn chúng ta, và một trong những điều Chúa đòi hỏi chúng ta là cái lòng tin, đức tin và sự vâng lời. Khi đến với Đức Chúa Trời để tìm giải pháp hay là đi tìm ơn phước của Chúa thì chúng ta phải tin và chúng ta phải vâng lời. Cho nên trong Kinh Thánh có rất là nhiều sự chỉ dẫn chúng ta, và Ngài đòi hỏi chúng ta lòng tin và sự vâng lời. Và đó chính là một cái sự khôn ngoan thật mà chúng ta đi tìm. Và cái giải pháp nó chỉ có khi chúng ta đặt lòng tin và chúng ta tiếp nhận lấy sự nhận giá của Chúa. Thì đó là một cái vài ý kiến ở trong vấn đề học lời của Chúa và đi tìm kiếm Chúa. Thì tôi muốn chia sẻ để đồng bào, nhất là ngày nay, nếu quý vị đang tìm kiếm giải pháp của Chúa, ngay cả phép lạ của Chúa, chúng ta cũng phải tin cậy vào vấn lời Chúa. Dạ, cảm ơn mục sư rất là nhiều. Chúng ta hết giờ, cho nên chúng ta xin phép sẽ trở lại để thảo luận thêm về cái đề tài này đó mục sư, trong những tuần kế tiếp. Hy vọng rằng quý thính giả sẽ trở lại để đón nghe chương trình này với chúng ta. Cảm ơn mục sư Huệ rất nhiều. Chúc mục sư Huệ sớm lành bệnh và hẹn gặp lại mục sư và quý thính giả trong những tuần lễ kế tiếp. Xin kính chào quý vị. Sáng cho đời từ ngày Chúa đến trong tâm hồn vang tiếng ca, trong thế gian có ai tìm được một câu giải đáp giữa khổ nguy đầy cam dỗ phu vây quanh mình. Đời ta sẽ sáng tươi hơn từ khi biết Giêsu, mặt sau cơn gió đau thương vây quanh tâm hồn. Trong thế gian ta không tìm được một câu giải đáp, Chúa Giêsu là ánh sáng tỏa soi cuộc đời. Tôi sống vui khi tôi nhìn lên vua thánh trên trời, Ngài từng thấy bước tôi trong trần gian khổ đau. Vui biết bao lúc tâm hồn tôi hào quang tỏa sáng, mỗi phút giây đường tôi đi Chúa luôn đi cùng. Đời ta sẽ sáng tươi hơn từ khi biết Giêsu, mặt sau cơn gió đau thương vây quanh tâm hồn. Trong thế gian ta không tìm được một câu giải đáp, Chúa Giêsu là ánh sáng tỏa soi cuộc đời. Cho đời từ ngày Chúa đến trong tâm hồn ban tiên ca, trong thế gian có ai tìm được một câu giải đáp giữa khổ nguy đầy cam dỗ phu vây quanh mình. Đời ta sẽ sáng tươi hơn từ khi biết Giêsu, mặt sau cơn gió đau thương vây quanh tâm hồn. Trong thế gian ta không tìm được một câu giải đáp, Chúa Giêsu là ánh sáng tỏa soi cuộc đời.
tôi sống vui khi tôi nhìn lên vua thánh trên trời. Ngài từng thấy bước tôi trong trần gian khổ đau, vui biết bao lúc tâm hồn tôi hào quang tỏa sáng. Mỗi phút giây đường tôi đi cho luôn đi cùng. Đời ta sẽ sống tươi hơn từ khi biết Giêsu. Mà sao cơn gió đau thương vây quanh tâm hồn. Trong thế gian ta không tìm được một câu giải đáp. Chúa Giêsu là ánh sáng tỏa soi cuộc đời. Bạn chần chờ chi nữa, hãy cùng đi với tôi. Bạn chần chờ chi nữa, hãy cùng đi với tôi. Xin kính chào tạm biệt.